Bố làm gì? Bố làm đấy, bố làm đấy. Bố đưa giờ lên để tôi báo cho mình. Quay lại cho làm được không?
cô đang đi về có tiền em xoay lại. Đấy, đợi tao. Nhưng mà tiền thì đang nợ nần đầy ra, không có tiền đâu mà vay vào đấy cũng là được đâu. Bố múc lâu chưa vậy? Em không biết, em vừa múc đây này. Em vào thấy đang phá hết tường đây rồi. Vậy bố làm bố không bảo mẹ à? Bố bảo mẹ đâu, tao đang đi nửa đường. Bác không mất điện, bác bảo sao nhà mày phá nhà, bảo lên mình đi có. Bác bảo mày về mày xem mình lên sai nó đang phá hết đằng sau mà chồng mày cãi nhau không? Bác bảo mẹ mày múc mẹ về. Bố không nói năng gì mẹ đâu. Trời ơi. Bố cũng bán mẹ xây này à? Bố ơi, bố phá đi, bố làm gì đây? Bố làm gì đây bố? Bố không phải lo. Anh làm gì ra thì nói mẹ qua cho tôi. Tự dưng anh mà đùng anh phá hết ra là làm sao? Anh bảo anh phá mất một chút gà ra, bây giờ anh em anh phá hết cái bầy. Bố bảo bố phá cho gà, bố phá hết nát cái bầy. Bố làm gì đây, bố làm. Tiền thì đang nợ thì bố phá là gì? Từ đâu có mối chuồng gà để cho gà nó ngủ giờ phá mất từ đâu? Em về đã thấy đang múc ở đây rồi. Đằng trước anh thấy vừa đấy bố mang mấy cây bương bạc không biết làm gì cơ. Hay bố xây cái gì à? Không biết. Đó. Bố vừa ai biết được bố, gì. Mày không biết bố thì chỉ nói vậy là bố không bảo mẹ à? Để bố không nói mẹ câu nào, bố chỉ bảo là để bà cái ngọc khinh thường như vậy à? Khinh thường chứ còn kè bà ấy vậy thì tự nhiên nói đem phá hết gì à? Tiền năng thì không có. Em bố xây nhà á? Làm gì có tiền đâu mà xây nhà á? Trước Tết đi làm về mang hơn mấy triệu làm gì có tiền đâu mà nhà. Tiền đâu không có, năm nay nếu bố thấy làm tiếng có bắt là con mình hay làm đâu mà giải hết nọ. Chả làm giả nọ hết chỗ ngay trước ăn chơi đến đá cho xong đã. Và tự dưng bùng không nói năng. Bố bảo tức mà. Tức bà Ngọc nó xây đập đi xây lại đó. Ờ bố bảo là để cho nhà bà Ngọc khinh thường vậy à, tao có đập hết bố mình đấy, bố mình nói vậy. Bảo không ai múc không múc bố mình cứ bảo múc đi. Bảo mẹ con mình thì tính sao bố mình bảo. Bố từ qua không bảo mẹ con mình một câu nào thì phá tan phá tinh như vậy. Bạn đặt hết chỗ này rồi thì có tiền đâu xây lại. Bếp có đồ nhà có đồ bố xây gì đây đấy. Không đây bếp có đồ nhà có đồ không biết bố xây gì đây. Bếp nhà thì mình phải ở vậy, không có thì ở vậy thì con nói cho người ta đi. Tự dưng là đùng hay là biết là làm kiểu gì cũng phá đi. Không nói với mẹ một câu nào luôn. Mai kia xong rồi mua cái chịu được các thứ là mua bèm thuê là chịu được các thứ vào tiền năng không có lề. Nhưng mà con không biết bố xây gì rồi. Nhà có rồi, bếp có rồi, không biết bố xây gì. Chuồng lợn có rồi, nhà tắm có rồi, không biết bố xây gì. Điều. Bố đập đi cho thoáng à? Không nói, không làm, không nói. Bây giờ cứ đứng bảo không phá, cứ phá đi. Chỉ là phá đi thì mẹ biết làm sao. Đấy giờ con ra đấy thấy ra phá rồi. Biết
không nói được gì về. Muốn cãi bố đã đi nữa, mai mốt nó mốt sau đâu hỏi bố sao, các bố làm gì? Tiền năng muốn làm kiểu gì thì làm, còn bây giờ vay đang trả nợ không xong, tiền bố mới ăn chơi giờ tôi không làm. Tôi bàn trước.